Xin chào các bạn, nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cây mai thái. Cây mai thái nha các bạn, nó lộn rồi. Đây là hoa màu vàng nè. Đó, đây là hoa màu hồng nè. Đây, đó, đây là hoa màu hồng, đây là hoa màu đỏ nè, hoa màu đỏ nè, nó đang chuẩn bị nở đó. Đây. Đây là chậu nhỏ nha, đây là chậu nhỏ nè, đây là chậu nhỏ, có hai kích cỡ, còn bên này là cây chậu lớn nè. Đây, bên này là cây chậu lớn. Đó, cái này vô cái chậu nó lớn hơn nè, cắt tỉa lại để mình làm hàng lớn. Hàng cây bên này thì nó đẹp hơn, nó gọn gàng hơn, do đã được cắt tỉa lại rồi, cắt tỉa để sang bầu rồi. Đó, màu hồng nè, đẹp không? Đây này, hoa rất là đẹp luôn. Đó. Nếu như mà các bạn mua thì nên mua những chậu như thế này nè, nó bự hơn, về mình chỉ có chơi thôi, trồng ra nó cũng nhanh phát triển hơn nữa. Mấy chậu kia thì phải về cắt tỉa lại, trồng xuống xong rồi phải cắt tỉa lại thì nó mới được đẹp như bên này. Rồi, chào các bạn nha. Nếu có nhu cầu mua cây mai thái này thì hãy liên hệ với vườn cây. Chúng tôi là chuyên cung cấp sỉ và lẻ luôn, giá cả rất là ok. Các bạn cứ liên hệ, mua số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ. Rồi, xin chào các bạn.